sáng lên. Anh có con gì đâu nội. Ủa chỗ có gì cho con ông ơi. Con ông. Anh ra. Ông cũng bắt đầu. Quấy ra đi con. Nè là. Ngày 16 tháng 1, 2022. Chuẩn bị đi ăn. Ăn gì tụi mày? Tụi mày ăn gì lại? Bún đậu mắm tôm mạt dân khoa lần 2. Đi. Ủa, tại sao mà đeo khẩu trang hết rau vậy? Đeo khẩu trang xanh đi. Trang cũ ăn rồi. Yes, để em bạn đó. Yên làm gì vậy Yên? Cầm giùm ba coi. Cầm giùm ba điện thoại mẹ coi. Có vô khởi động xe coi. Có cái video kia hả? Ăn cướp nó giật cái vỏ của cái cô kia té đập đầu xỉu tại chỗ luôn. Ở Bình Tân mình luôn. Coi video đó. Cầm quay giùm ba cái coi. Trời ơi. Ba cái điện thoại. Trời ơi. Nghe vô. Đây. Ba cái cửa gắn kìa. Con cứ ra coi tao đi ra lấy máy. Ủa ba còn thắt cửa nữa mà. Sao mà tối thui tối thùi vậy? Nó cảnh báo là tài xế không có ngồi trong xe chứ gì. Mẹ cầm giùm mày mà quay mấy cái bạn trẻ sau lưng mẹ. Đi thôi vậy? Thấy gì đây? Thấy gì đây mẹ? Có đèn lên nè. Thấy gì mà? Tôi mì. Ok, đúng là Africa đúng chị là. Ba mới ra kìa. Tối giờ không thấy ai chưa. Ồ, chiếc xe đi khẩu trang có thu luôn chứ đừng. Ba đi thu cũng thấy chưa. Quay gì mới quay. Vui mà. Quay vui mà. Có gì đâu không vui. Ủa hình như máy nó tắt luôn rồi. Lâu quá ha, tài xế xuống lâu quá ha. Bảo đứng. Đây cá tèo, chuẩn bị đi đâu hả? Gà chó kìa. Ủa, ai đây? Ông chó này của ông bên của đó. Ông, của cam rồi được. Đó cam đó nó còn nó có 8 con nhiều lắm. Đẻ. Chứ nghĩ có chưa ba? Chó con không? Hai con hay nè. Bắt được chưa ba? Con. Ý, quên sắp bé. Trời ơi, chị nuôi 5 con chó con. Đó đẻ hay là không? Nó sinh đó. Thì mình cái tuổi lớn. Mạc Văn Khoa chứ không phải Mạc Đăng Khoa nhé. Bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa. Ở đường Tên Lửa. Gần nhà. Mày sắp mở gì mà thấy sợ sợ. Chắc làm cà phê gì làm rào lên trên lầu. Quay dây quay đi. Thấy cái nào đẹp cứ quay. Thấy nhỏ nào đẹp cứ quay giùm anh. Trời ơi nó chạy kìa. Không câu không quay thằng ông cô hồn nó chạy.
con Jolie Hà nó biết chỗ này đó em, ở trên Facebook có đưa cái lên nào, luôn. Nào, mì gà. Mì gà sắc kén đó đó. À. Jolie Hà. Thì là Facebook quảng cáo. Cà phê này nè, Catinat, người ta đưa hết trời. Quay Catinat kìa mày gì? Đó, Catinat. Chị nào đi mình đi. Phơi sao không? Chị nào phơi sao? Từng sau, Jessie và Jennifer sẽ đi Catinat này đây. Ừ, ba mẹ rủ không chị đi, là đi với bạn với chị. Đó. Đó. Trên đường số 7 với lại trên nữa, ngay góc. Tôi dám ngủ chịu đi. Đây là đường đang đến. Bạc Văn Khoa. Tới thứ mấy nữa con mới xong? Thứ tư hả? Đâu mà Văn Khoa này nè. Hôm nào mà xong báo ba bài tập tin làm cái hàm răng rồi. Tôi quá. Văn Khoa đâu mẹ? Cà phê. Hả? Văn Khoa đâu? Qua rồi. Quên lại chứ. Lấy xe ăn xe hơn. Rồi cả nhà xuống đi rồi ba kiếm chỗ ba đậu xe. Xuống đi. Cái này sao? Xuống đi và mẹ quay luôn, mẹ giữ quay. Không cầm thì ba sẽ quay xa. Hôm nay quá đông luôn các bạn ơi. Ngồi về đâu có đủ người mâm cái người cái mẹt. Tôi xíu thêm bạn thôi, đã chưa xíu thêm bạn châu ba thấy rất là dễ châu. Xì ba đang quay đó, xì ba đang quay mặt khóc nè. Ủa tôm mì đâu rồi? Yeah, đã thấy mẹ Duyên luôn rồi nha. Có đồ ăn rồi kìa các bạn, sao các bạn không ăn? Chưa có nước ăn, chưa có nước chấm. Chưa có nước chấm. Tôi mì quán ta có nước lục, nước quy ngập không mà tôi mì ngồi kỳ tôi mì. Hả? Đây là một phòng. Hôm nay vô quốc 5 phần. 5 phần nha các bạn. Nước chấm đã ra. Ok, một chén. Jesse một chén. Nè, cho miếng đường. Làm cái đó luôn. Làm cái tô mì trước đi. Không có rồi. Cháu chưa có cắt rồi. Ủa sao tại sao? Ủa sao mà Phơ chụp hình ba vậy? Chụp hình con trời. Ủa tại sao? Tại sao mà Phơ lại chụp hình ba vậy? Có chụp hình con mà. Nó quay trẻ nó chụp hình nữa. Hai con ở cùng một lúc nha, hai con chứ là cùng lúc bị lên. Không có cùng lúc. Ý là giống nhau. Chỗ này không có chỗ để đặt máy quay phim gì hết trơn. Trời, ta có bảo vệ mà mày Duyên. Sao đâu? Rồi, tao mì quậy lên con, quậy nước chấm lên. Em quậy cho. Rồi. Quậy
Ủa hai bạn này làm gì vậy? Không làm nước chấm cho tích xê. Rồi xong, cháp thôi. Cháp. Cái công ty mà mẹ mẹ không làm. Tâm mì ơi, ba đang quay tâm mì đó nha. Chi ơi, điệu quá Chi ơi. Sau 15 phút chiến đấu, ba Mận đã dọn sạch dĩa, chỉ còn rau, rau của các dĩa. Hả? Thôi no quá rồi. Mấy bạn này toàn đang chiến đấu. Đứa ba nè. Trời ơi, mày ăn còn ngon hơn ngày trước vậy. Con đã làm rất ngon. Đưa miệng khác vô. Còn anh lính tâm mì chiến đấu hơi chậm. Anh lính tâm mì chiến đấu với cái dĩa hơi chậm nha anh lính. Thấy đậm cả rồi. Ai? Đợi anh lính tâm mì chiến đấu từ từ đi. Chị hai chiến đấu cũng dữ dằn ha. Chị ba chiến đấu cũng dữ dằn ha chị ba ha. Sao mày có hồi chưa? Mỗi người ăn một phần này nó nhiều hơn là bữa là con ăn hai người chung cái phần lớn. Cái gì vậy? Tại vì chung cái phần lớn á, ba nghĩ là cái này nè nó ít hơn nè, rau ít hơn các. Mỗi người ăn riêng một phần nhỏ vậy mà nó nhiều hơn. No luôn. No cành thông. Hỏi hai đứa về gì? Ăn thêm nhiều hai đứa. Ăn thêm nhiều hai đứa. Ba mẹ bao à. À giờ mình đi ăn món gì nữa đi. Con. No cành thông. No chàng bản thân. Bạn này ăn là đây kêu thêm đem gì này đem gì con em cá hả kêu hai phần này kia bạn cũng là lòi bánh hầm luôn đó. Các bạn này ăn một cành thông lòi bánh hầm no cành thông nhưng mà bạn Tommy vẫn còn đang chiến đấu cá luôn à. Không có đâu, bạn tâm mì chiến đấu giỏi lắm. Gán lên. Anh có con gì đâu nội. Ủa, trời có gì cho con ăn quá. Quyền đau luôn. Ăn ra. Không, bụi phát đầu. Quấy ra đi con. Nè là. Mẹ con sao mà ông đồ nó phái mù luôn. Phái mù lên đầu mẹ luôn. Mẹ làm nữa à, quá hậu. Mẹ con là làm chắc là một lời ha. Sao mẹ biết vậy, mẹ biết đã làm gặp vô một cái là cũng liền. Chị mắc chị hỏi nó tự phủi bà đi. À, cái là cái gì? Không có gì hết. Vui á, tự nhiên video có khoảnh khắc có con gì đu lên mẹ vui. Quay con ông luôn. Không bắt ra quay con bé thì chưa. Còn gặp con làm thật bé hiểu. Giống như quen vậy. Ba giấy cho con còn ông bu lên đầu. Chia tiêu phơ chơi. Bây giờ mình đang có nỗi sợ không có lục, có gì đó đụng lên đó. Chị hai nhầy lắm, chị hai nó nhầy lắm. Thôi ăn đi, không có chở nữa, không có dở. Thôi đây con nè. Ủa còn ăn kẹo không các con? Ăn.
sạch bách rồi nha các bạn. Nó còn một nữa nè mẹ.